Sau khi Nga xem phim xong, thật sự mà Nga nói thật sự rất ấn tượng là nếu như mọi người đến Mỹ mà mọi người có dịp mà đi qua khu DC thì nên đi ghé thăm và mình sẽ xem phim ở tại nơi đây. Để thật sự ra là ở trong cái phim thì mọi người sẽ thấy hiểu rõ hơn. Nhiều sau khi mà Nga đi xem phim xong á, thì Nga được đi ra, có nghĩa là đối với phim đó thì rất là ấn tượng là mình biết rõ hơn về lịch sử của nước Mỹ và nơi hình thành về cái khu vực mà US Capitol giai đoạn đầu. Nó cũng có những cái sự thăng trầm, họ cũng phải giống như chiến tranh, họ cũng phải chiến đấu với quân đội của Anh, rồi khi xây dựng nên sau đó bị hủy hoại này kia, rồi sau đó xây dựng và thông qua những cái đợt mà cái đó giống như họ bầu cử để họ đã chọn cái phương án nào tốt nhất để cho đất nước phát triển. Thì khi đến nơi đây thì các anh chị sẽ xem rõ, nếu như anh chị đi đến Mỹ thì các anh chị nên tham dự và xem những đoạn phim như thế và tham quan US thì các anh chị sẽ hiểu rõ lịch sử của mình. Thì Nga được đi vô tham quan một cái khu khác của trong US luôn, và phía trong. Và hiện tại thì Nga đang tiến đến phía khu vực phía trong đây để mà tham quan, thì họ có những người hướng dẫn cho mình. Đây là những khu vực phía trong. Nếu mà vô trong khu vực này mà không có người hướng dẫn thì mọi người có thể bị lạc, tại nó rất là rộng lớn. Hoàn toàn những cái hướng đi này, tham quan này hoàn toàn là mình không có tốn tiền và free hết tất cả. Hồi nãy trong phim thì Nga xem thì Nga không có thấy rõ nhiều, nhưng mà khi đến thực tế thì các anh chị sẽ thấy những cái hoa văn, những cái kiến trúc ở trong cái US Capitol nó rất là hoành tráng, đẹp vô cùng. Đây. Đây là khu vực phía trong của cái Capitol, cái chỗ mà cái chóp mà các anh chị thấy là nó nhô cao lên đó hồi nãy á, thì phía đó là phía trong. Pocahontas. Đây, các anh chị thấy có cái câu chuyện Pocahontas. Nếu như mọi người đọc truyện Pocahontas, mọi người sẽ hiểu được cái câu chuyện này. Nga hồi ở quá trình học ở đại học thì Nga có học cái câu chuyện này, thì mình cũng hiểu, hoặc là nếu không thôi thì mọi người có thể xem phim về Pocahontas. Anh đó là hướng dẫn. Very crowning jewel though of our rotunda is a very painted
Mọi người xem là những cái bức hình ở trên đây là nói lên một quá trình lịch sử của nước Mỹ ở giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu của nước Mỹ khi hình thành, họ có những cái sự biến cố rất là lớn, tại vì họ là tách ra từ Anh. Rồi sau đó thì họ những cái chiến tranh thì Anh cũng gây ảnh hưởng đến cái nước này, và sau đó họ sẽ thay đổi từ từ. And to his left, we now celebrate the fruits of our agriculture, labor, agriculture. So we've got a series sitting on the corn, the green color bench to harvest our crop, cash crops, in the 19th century. Again, that is what we call again the apotheosis of George Washington. Now here, ladies and gentlemen, we do also honor what the statues you see here around this room are mostly the presidents of the United States, except for a few exceptions. We can't have ceremonies for presidents here. For example, an inauguration, the president is welcome into the United States government. That can happen here. It has happened only once in the 1980s, but most of the time that's outside of the Western Capitol. We can also pay our final respects to presidents, what we call a line. Thomas Jefferson, George Washington, ở đó là hình ông George Washington đằng kia, hình ảnh của ông Martin Luther King. Martin Luther King là hình ảnh ở đấy. Ông kia Thomas, ông đằng đẵng là Thomas. Again, friends, mostly these are presidential statues, but also not necessarily a president who's been staying here. Thomas at time in the United States. Những bức tranh mà các anh chị thấy ở bức hình đó, đó là những cái nội chiến phía trong của nước Mỹ ở giai đoạn đầu. So you'll see a woman in a pink and white gown kneeling down. Bothantas, yes. Và ở cái bức tranh này là bức tranh của Pocahontas, là cô ta là cái người dân tộc, người thổ dân da đỏ. Và như đây là gia đình của cô ta. Mọi người xem chuyện của cô Pocahontas hoặc xem phim về Pocahontas thì mọi người sẽ hiểu rõ. Thì phim đó thì mọi người có thể lên trên YouTube hoặc là trên mạng mọi người coi. Và đây là một cái bức hình, đây là nói về cái cuộc cái con tàu mà Mayflower giai đoạn đầu. Thì nếu như mọi người không rõ thì có thể là lên coi về lịch sử của nước Mỹ về cái chuyến tàu Mayflower. Còn cái bức hình đó là bức hình nói về Columbus đi cái chuyến đầu tiên để qua tìm kiếm bên lãnh thổ nước Mỹ. Cứ nghĩ là bên Mỹ là India cái giai đoạn đầu. Còn những cái bức hình phía bên đây là nói về cái có nghĩa là cuộc cách mạng của Mỹ ở giai đoạn đầu. Cái bức tượng màu đen đó là tính là ông Washington. Đang nói về những cái cuộc nội chiến bàn cả, giống như họ đang họp hành để cho, chuẩn bị cho cái cuộc nội chiến. George Washington resigning his commission.
Đây là cái cuộc họp của ông George Washington để mà đưa trân cầu những cái ý kiến cho cái cuộc chuẩn bị cái cuộc nội chiến để thống nhất 10 cái lãnh thổ giai đoạn đầu của nước Mỹ. Nói tóm lại là mọi người cứ việc thêm kỹ những thông tin về đối với cái phòng này thì hầu như là người ta đã cho mình biết được lịch sử của nước Mỹ. Tất cả các góc cạnh ở trên đây đều là lịch sử. Thì Nga cũng xin tóm lại một là những gì ở trong đây họ không có một cái dư thừa. Họ đều chứa đựng hết tất cả các ý nghĩ, những cái ý nghĩa của cái khu vực này. Nha, ví dụ như các anh chị thấy là hồi mà khi mà vô á, thì các anh chị thấy rõ ràng có những cái bức hình ở bên trên, đó là những cái giai đoạn đầu mà khi mà Christopher Columbus đến đây đối với những thổ dân. Rồi xong sau đó thì có những cái cuộc diễn ra giống như giữa Pocahontas này kia. Và bây giờ Nga đi qua một cái phòng mới. Đây là các phòng của các vị tổng thống ở nước Mỹ và những người nổi tiếng ở nước Mỹ. Đây, Nga đang đứng đây. Yeah. Yes. Yeah. Đây. Đây là cái thắt chân. Our snake is wrapped around a symbol called a fascinus, which is a bundle of rods or a bundle of sticks all put together. One stick by itself is very easy to break, but many of the other ones are Yeah, trong cái bức hình trong phòng này mình thấy rất nhiều các bức hình của các ông. Ông đó là ông James. Yeah. Đây cái chỗ mà Nga đi bước vô cái phòng thứ hai. Real gold up in that ceiling today, ladies and gentlemen. This is reconstructed in the early 1900s of what the representatives made. Đây là kiến trúc của năm 1900. So what happens is, ladies and gentlemen, with these poor acoustics we get because of the ceiling, members are thrown off as far as who's talking in the chamber. For example, the Speaker of the House will put eyes on this chamber. Đây. Đây là mình thấy là có một cái bức tượng và có một bức tượng, có cái bên là có con gọi là con diều hâu và kế bên là có một con rắn. Con diều hâu đó tượng trưng cho cái nước, sự hùng mạnh của nước Mỹ. Đằng đẳng là cái bà đó là tượng trưng cho bang Nebraska. Tượng đó các bạn thấy là giơ cái bàn tay ra để chỉ chính là cái sự không có sự thay đổi giữa các màu da. Better tell your story and better represent you. On our way there, ladies.
and gentlemen, we have a chariot there. Now, there's a woman seated upon that chariot. That is Clio, the muse of history. Riding her car of history through time, as you see the wheel of the chariot there, is the face of the clock, designed by a gentleman named Simon Willard. The woman seated there, that is Clio. Cái bức hình đó là một cái bà mama clock. History on her tablet there, recording everything that occurs within this room. So, history. Cô ta cầm một cái bưa quyển sách để mà ghi nhận lại tất cả mọi thứ. We have been unsuccessful. Mostly these are a decorative item that we've added to our staff room. Mình đi một xong cái tour này mình thấy rõ ràng có nhiều cái, có nghĩa là chúng ta ở dưới phòng này có những cái giống như tất cả các bức tượng của các vị tướng và vị tổng thống. Bây giờ thì Nga đang tiến vô một cái phòng khác của trong khu vực của DC. Sorry. Bây giờ mình chuẩn bị đi qua một cái phòng khác đây. Chỗ này hồi nãy mình vô rồi. Thật sự là kiến trúc của trong Capitol của ở US này đó, từng cái bức tượng nó đều có một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong lịch sử hình thành của nước Mỹ. Như Nga nói với các anh chị thì nếu có dịp thì các anh chị nên đọc qua cái cuốn American Spotlight, và trong đó có nói về History of Mỹ, có nghĩa là lịch sử của nước Mỹ. Giờ thì Nga đang đi xuống cái khu vực khác. Đây là một cái khu vực khác của trong DC. Cái khu DC này thì rất bự, ơi là bự luôn. Đây. Mọi người nhìn cái gạch ở đây nó cũng khác. Gạch vẫn bóng loáng. Đây là những bức tượng mà tượng trưng cho 13 bang đầu tiên ở nước Mỹ. Đó có Rhode Island, rồi New York, đây là đại diện cho New York, bang New York. Rồi kế tiếp là New Jersey. Những bức tượng, những người này là đại diện cho từng bang. Và ông bên đây là State New Hampshire. Rồi một cái ông ở đằng đây là đại diện cho bang để Nga coi Delaware. Đây Delaware, và bức tượng này là của ông Abraham Lincoln.
Rồi bên đây là đại diện cho bang Massachusetts. Và đây là bức tranh của Scar. Rồi đây là bang Pennsylvania. Những người này là những người mà nổi tiếng của cái bang đó được đại diện ở đây. Và bây giờ đây là cái hình ảnh, cái mô hình của khu vực của DC. Đây. Đây mọi người, đấy khu vực của DC, chỗ cái bút chì đó là biểu. Rồi đi thẳng ra thì có White House, đây, Capitol nằm ở đó. Đây. Đây là địa, đây. Đây là mô hình mà cuối cùng, đây là US Capitol nằm chính giữa. Rồi. Đây là bức tượng của South Carolina. Và ở đây là biểu tượng của 13 bang nằm ở vị trí đây. À, xong. Yes, library can help. Yeah. Yeah. À, đi hướng phía bên này thì mình ra được cái library. À, xin chào các anh chị các bạn, sau nãy giờ gần khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ Nga đi tham quan, Nga vô coi phim khoảng 15 phút và Nga đi tham quan chung quanh hết cái khu vực của US Capitol á, thì người ta hướng dẫn và những cái hình ảnh ở nơi đây thật sự rất ấn tượng. Nói tóm lại là khi mà các anh chị đến Mỹ, các anh chị tham quan thì Nga cũng khuyên là các anh chị nếu có dịp thì các anh chị cũng nên đi vô cái khu vực DC. Tại vì chính khu vực này mọi người sẽ hiểu rõ. Giống như hồi nãy trước khi đi thì Nga cũng đọc qua lịch sử và những cái gì của cái United States Capitol thì Nga chỉ hiểu một phần thôi, nhưng đến khi mà mình vô đây mình coi, và đặc biệt là khi các anh chị vào coi phim nói về cái US Capitol này á, người ta cái quá trình hình thành và lịch sử của cái nơi đây như thế nào và ra làm sao thì mọi người sẽ hiểu rất rõ hơn rất nhiều. Thì giống như vậy, giai đoạn đầu của nước Mỹ hình thành thì cũng không được gọi là tốt, giống như là không được gọi là suôn sẻ, họ cũng gặp những cái sự cố xảy ra, họ cũng bị giống như là bên Anh này kia để mà ảnh hưởng. Họ bên Anh cũng là đánh chiếm giống như giữa hai bên lãnh thổ, giống như của những người ở Mỹ và những người bên Anh thì đánh chiếm với nhau. Thì cái giai đoạn đầu khi mà đặt cái US Capitol á, nó cũng có những cái sự việc mà giống như là nãy Nga nói rồi là thành rồi xong rồi cháy rồi xong rồi sau đó xây dựng lại. Và bây giờ Nga cũng xin nói lại một cái bức hình đây, đằng sau lưng đây các anh chị thấy là có cái hình bức tượng đó là tượng trưng cho cái sự là độc lập, sự tự do, freedom đó. Có nghĩa là ông này ông cầm một cái bức, cầm một cái thanh kiếm, rồi kế tiếp là trên cái chỗ cái ngực của ông có một cái biểu tượng đó là chữ US, và ở bên họ ông ta có cầm một cái khiên trong đó có 12, 13 ngôi sao, tượng trưng 13 bang đầu tiên trong cái quá trình lập quốc.
và trên đầu ông ta lại có một cái đeo cái mão, và trên cái mão cũng có 13 ngôi sao, cũng tượng trưng cho 13 bang, và trên đầu thì có một cái con eagle, một cái con gọi là đại bàng. Cái con chim đó tượng trưng cho cái sự, giống như là tượng trưng cho cái nước Mỹ, sự hùng mạnh. Tại là mới khoảng 2 giờ rưỡi thôi, và Nga chuẩn bị, Nga cũng đi qua khu vực của Library Congress. Thì cái library đó nó cũng là một trong những nơi đáng tham quan, và Nga đang tiến hành để đi ra. Nga cũng đang chuẩn bị đi ra khu vực ở phía ngoài, qua khu vực Library Congress. Thì bây giờ trong cái khu vực Capitol nãy giờ là Nga cũng đã tham quan gần như là hết ở phía trong. Thật sự trong đây người ta cho mình tham quan một số nơi, còn một số nơi thì mình sẽ không được tham quan. Tại vì nơi đó là đương nhiên là cấm dành cho các quan chức hoặc là nội bộ của nước Mỹ thì người ta tham quan. Nhưng mà Nga thích ở đây một cái điều là mọi người du khách đến đây tham quan không phải trả bất cứ một đồng nào hết. Và họ hướng dẫn rất là nice, họ rất là tử tế đối với tất cả mọi người. Và họ giải thích rất kỹ, cái gì mình không hiểu thì mình cứ việc mình đặt câu hỏi. Và người hướng dẫn, người ta sẽ giải thích. Hi, xin chào các anh chị và các bạn. Sau khi Nga đã đi tham quan ở bên US Capitol xong, nó tóm lại là mọi người muốn tham quan này thì hãy đến nước Mỹ thì nhớ tham quan cái địa điểm này. Đây là một trong những địa điểm mà các anh chị vô trọng free và được tham quan kỹ, có người hướng dẫn luôn và sẽ hiểu kỹ về nước Mỹ. Bye bye, bây giờ Nga đi qua lịch trình mới.